tranh thủ thu công với bài gửi về quan họ. Thật ra là bài tranh thủ tươi hơn bài tranh thủ trẻ. Về lên các cô ơi, lên về lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vỗ tay. Và cái thành phẩm tiếp tục của phụ nữ thanh niên với đội ngũ gửi về văn hóa và các chương trình.